Chị à, cầm thịt luôn xuống cả cho ông à? Chị lấy về cho ông mà. Nhà ông không có ấy. Cả thêm là hầu như là có cả rau cả thịt nữa. Này, thịt lợn treo từ Tết à chị? Nên nổ, như này. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chưa. Thì cho bên kia tí. 5 tấm đấy. Cho bên kia tí. À. Có vẻ như là gió rất là to bây giờ các bác ạ. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay thì nếu mà cô bác có theo dõi những cái thức phim hôm trước thì hai ông cháu của bác đã làm xong cái phần mà cái phần gọi là một cái nhà tạm rồi đấy. Còn hôm nay thì cháu được chở Pro xuống cho. Hôm nay thì có cả em Huân nữa, lại cả thêm là một người anh nữa để mà đi phụ cháu được là một chuyến luôn. Một tí thì sẽ làm 4 xe luôn cô bác ạ. Nào Quân, từ từ nhé Quân nhé. Được chưa, thả đi. Kẹp tay à? Vâng. Đấy. Ôi, từ từ xe đổ rồi. Đẩy về đi. Vâng chị. Ôi, từ. Nhớ. Như kiểu nó bị xít hay sao? Được chưa? Được, để vị trí đi. Được. Nhưng mà nhớ cái dịch ra bên ngoài tí mới ngồi được chứ nhỉ? Không rồi. Ngồi nhớ hẳn kia đi. Được không? Xa quá. Phải đi thế này thôi. Thế thôi. Không là tí nó đi nó gáy. Ôi, xe sắp đổ rồi con. Rồi em giữ. Giữ nhá. Còn là một tấm nữa nhỉ. Kẹp tay à? Không. Hộp giấy bay như tí kia sao rồi? Từ đó để em tìm đá kê á. Vừa rồi. Kê đâu? Kê dưới chân, dưới chân này. Nhớ nhớ lên tí được không Quân? Từ từ nhá. Ủa sao nào? Chắc chưa? Hai ông cháu thì không có xe máy cô bác ạ, nên là phải nhờ cháu Lực, phải nhờ cả Quân nữa, cả thêm là một người anh nữa. Được chưa? Này, Quân đây. Đấy, một tí nữa thì sẽ cả em Caramel là sẽ like đi một xe luôn cô bác. Bây giờ thì cho em ghi hình một chút đã. Ôi từ từ, tí. Xe của Quân kia thì chắc lai được tầm 4 tấm đấy mà. Thật đấy, tí nó bị tuột đấy. Thế thì tí lại thừa một tấm à? Nhưng mà tí lại thừa thêm một tấm. Chắc là phải nghĩ cách. Xe này thì là Quân là mượn của nhà bác để đi cô bác, nhưng mà
Cháu Lực nhìn thấy là con xe nó loa biển AA của bác ạ, cho nên là nó rất là yếu. Nhưng mà rất là may là bác cũng cho mượn. Anh ơi, xe này chắc chưa? Chắc anh buộc buộc xe này tí đây. Còn kia buộc xe này chưa? Dạ. Có xe kia trước đi, tí xe máy người ta đi qua. Cho xe kia trước không, tí nữa cái vâng. Là đi luôn rồi. Cân đưa chị. Đây, cân. Alo, tao đi nó. Quá thằng thục tới nó mới tới chứ nó pin nó. Nó. Chúng ta thì có lỗi cho dân lát rồi khắp. Khám cả ta. Khám nên tăng nhá, khóc nó ngang hạt được. Chuyện tội này. Chuyện. Buộc buộc bây giờ vừa thấy buộc đâu? Buộc đi. Cứ buộc đi đây, biết buộc thì buộc đi. Đây, cuốn vào đây, ý của nó là cuốn vào đây lại cho sang bên kia một vòng. Để dây co của nó dài. Từ đó thì đứt dây con. Ý lại bừng một phát dây con. Đây, bây giờ thì cứ chở đi độ tầm là 20 tấm đó cô bác ạ. Thì nếu mà thiếu thì ngày mai sẽ tiếp tục là chở đi sau. Tại vì là bây giờ chở đi thì còn vận chuyển xuống cái nhà của ông nữa. Nhà xuống cái nhà của ông thì không đi được bằng xe máy cho nên là sẽ phải là vác bộ đi cô bác ạ. Được chưa Quân? Vậy Quân đi trước đi. Quân này chắc là chưa biết nhà của ông đâu nhỉ? Đi ra đây, đến cái đoạn ở dưới đoạn người ta đang đào cắt cua cái thì dừng lại nhá. Dừng vầu kia. Đúng rồi, dừng vầu đấy. Từ từ nhá, đi từ từ nhá. Thế thì cho anh Lực đi trước. Đi từ từ thôi nhá. Đấy, đi từ thôi, đi từ thôi. Cảm giác như là con xe biển đi thì nhìn trông rất là ghê các bác. Anh có cần đẩy không? Đây đẩy không? À để cái này cuốc ra cho. Đấy, anh ngồi đi. Nào. Anh tay cơ lắm à. Còn bây giờ thì cả bạn cameraman cũng sẽ like đi các bác ạ. Thì chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm đoạn đây nữa. Một tí nữa đi xuống dưới thì cháu Lực sẽ ghi hình sau. Chứ hôm nay em đẩy. Phải nói là cái cung đường mà đi từ trên kia xuống của bác ấy, nó tạo thành một con đường rích rắc ấy. Còn đến đoạn cua thì
cảm giác như là cua mà nó còn phải dùng máy đổi nó mới sang được ấy. Quân thì nói bảo đi từ trên kia xuống là run hết cả chân rồi. Nhưng mà chứng tỏ là tay lái của Quân thì cũng chắc chắn đấy nhở. Đi được 5 tấm pro thì đường đấy là cũng siêu đẳng cấp đấy. Đẳng cấp sắp bằng anh rồi. Nào, cầm nhá. Đây, cầm chỗ này. À, Quân nữa. Đấy. Em ra bên kia cầm đi, đặt xuống. Được chưa? Bây giờ đợi anh kia đặt nốt, để nó ở đây nữa. Anh kia bảo là có một cái con đường tắt đi xuống cái này là có băng này. Thì một tí vác phổ đồ đi xuống cái này luôn. Thấy ông là vẫn chưa lên đâu nhở? Dột gì để chỉ có phư có thay thế không lên mũi nè. Nếu nó bị ấm nhầm. Ấm nữa đi. Năng xe này phải tìm luôn à. Đang rơi chè. Kẹp hai phần. Mà đi bẹp phụ thôi lô. Ở trên cái đống máy bao này nhá ông nhá. Cái đống tôi rồi. Ừ ông à. Ngâm vấn đấy ông à. Hả? Dùng ngâm vấn đấy. Ừ. Ờ. Sao phần long này nó ở đây rồi? Đi chỉ bên trong phu, mà làm cái gì bên trong phu? Bị cắt căn long à? Lại đi. Long tê tao. Căn nhát phèn. Nhưng mà nhà của ông là tí còn ra bên này nữa. Đấy. Mạnh đâu rồi Quyết? Mạnh đâu rồi? À. Ông ấy trồng trắng luôn đi. À. Hai tay ông nó. Nó bình yên đi. Cả bao nhiêu được. Cái dạng này nào. Nó không bình hai sẽ ra. Mỗi tấm là 15 cân. 15 nhân 5 bao nhiêu anh? 75 cân đấy anh. Lai 75 cân từ trên con đường xuống đây thì cũng phải nói là. Bây giờ trên kia còn một cái xe nữa anh nhỉ? Xe đấy. Bây giờ thế thì Quân lai anh đi. Quân lấy một xe lai anh đi trước đi. Ừ. Quân bây giờ lai anh lên trên lấy một cái xe đấy nhá. Hôm nay thì có ai ra hộ ông để mà vác pro không? Chắc có mà. Chắc có à? Ừ. À, cũng là các cô ở nhà trên này đúng không? Vâng. À, Mạnh thì vừa rồi là bảo là đi học về cô bác thì là đi sang bên nhà, hình như là bên nhà bà bên kia rồi. Chắc là đến tối thì ông lại tiếp tục, ông lại đi đón về cô bác. Hôm nay thì cháu lấy 20 tấm pro thì lập ở cái chỗ mà hôm nọ ông làm ấy, lập hết. Nếu mà lập thiếu thì ông lại bảo cháu nhé. Vâng. Hôm nọ thì ông tính là 20 tấm pro cô bác ạ. Còn về cái khoản mua pro này thì sẽ được là hai chị Nguyệt Thúy là hỗ trợ ông cô bác nhá. Cháu được sẽ không có trích tiền quý của ông ra nữa. Vì hôm nọ chị Giáng My có hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu được là một cái khoản là 12 triệu cô bác để mà mua đồ đạc cho hai ông cháu. Thì mấy nữa sẽ tiếp tục vào là mua những cái ống nhựa này và những cái gì cần thiết thì là sẽ mua tiếp tục là chỗ mua cho ông. Trên này thì có vẻ như là có thêm là các cô lên ra hộ. Vâng. Từ đoạn này đi xuống nhà ông thì có xa không ông? Thì đây á. Vâng. Chuyện 500 mét mà. 500 mét à? Vâng. 500 mét là đi xuống dốc đấy nhỉ anh, ông nhỉ? Vâng, chuẩn xuống dốc. Vâng. Khó lắm thì. Từ đoạn này thì ông vác pro xuống được tầm bao nhiêu tấm? Ông đã vác pro chưa? Vác rồi, 2 tấm thôi. Được 2 tấm thôi à? Vâng. Đi nó xuống dốc thành ra là. Mà con gái đó, 1 tấm thôi mà. Đấy là một tấm rồi đúng không? Vâng, đường, à. Đường đi khó lắm. Vâng. Bây giờ thì đợi thêm là các chú nữa để mà ra hộ. Ở bên kia thì vẫn còn thêm một chuyến nữa các bác. Anh
à, có một anh là vừa rồi cháu được nhờ là đang chở xuống thôi. Ừ. Mấy cơ à? Hôm nay thì có vẻ như là ông cũng có thêm là một số anh với lại các cô gia hộ nữa. Vâng. Phải trời nắng nắng như này thì mới lai được từ trên đường kia xuống ông ạ, chứ không là không lai được đâu. Cái đường là đường tắt đi xuống ở nhà ông à? À? Nhưng mà đường bên kia là đường xe máy đi được. Quân thì có vẻ như là hôm nay là lần đầu tiên xuống nhà hai ông cháu Quân nhỉ? Vừa rồi thì em Quân cũng nhờ được cả em Quân là cùng cháu Đức chở pro ra cô bác, chứ không là lại... lại ra kia thêm một chuyến nữa. Hả? Sáng nay à? Thế sáng nay là Quân bận đi làm việc gì Quân? À vun ngô à? Ngoài cái đường tắt này thì cũng có vẻ như là đến cái chỗ mà lấy ông cháu mình vác phân bón đi thôi không? Chỗ này phải lên nghiêng tí Quân nha. Nghiêng đấy vào được ạ. Pro này là vác một lúc thôi là mỏi hết người luôn đấy cô bác ạ, pro này. Tại vì nó thành cái gờ. Ui, chỗ này thì có phải, chắc là không phải 500m đúng không? Từ trên kia xuống đây chắc là không phải 500m đúng không ạ? Chắc phải tầm một cây số đấy không ạ? Vâng, gọi là đấy là chỉ ông áng chừng thôi. Nếu mà đến na, nếu mà xe máy mà không lai cái gì cô bác này, hoặc là lai cái gì nhẹ thì ra đến na tận cái chỗ mà chỗ đấy luôn. Còn là lai những cái tấm pro này, lai nó nặng thì chỉ có đến chỗ mà vừa rồi chỗ Đức hạ pro ở trên thôi cô bác.
Vậy từ chỗ này đi xuống nhà ông thì nhìn áng chừng là có tầm là 500 mét nữa mới đến đấy. Đi một chuyến từ trên kia xuống đây là mất độ tầm là 3-40 phút rồi. Là đi bộ á. Nếu mà cái này mà chỉ có hai ông cháu mình vác thì chắc là phải hết một ngày đấy ông nhỉ? Nhìn một tí được không? Rồi, đấy có vẻ là hai ông cháu mình còn đi xa hơn. Các anh ở trên kia là ngủ trên kia thôi. Hôm nay thì có cả bố mẹ của em Quyết là ra hộ đấy cô bác. Nhà bố mẹ em Quyết, nhà của Quyết ấy thì là nhà hàng xóm gọi là thân cận nhất ở của ông rồi, là ở phần phía bên kia cô bác ạ. Để mà làm được một cái ngôi nhà không gọi là không phải là ngôi nhà bằng xây đâu các bác, mà là ngôi nhà bằng gỗ chẳng hạn thôi, thì vận chuyển những cái cột gỗ từ nếu mà từ trên chỗ mà vừa rồi cháu được để xe máy đấy đi xuống cái kia thì cũng khá là xa đấy các bác. Đây cũng mong muốn là cho hai ông cháu là lên trên đường lớn để ở cho nó tiện đường xe máy, thứ nhất là tiện đường xe máy và thứ hai thì tiện đường để mà làm nhà đấy. Nhưng mà tuy nhiên là ông thì không có đất ở trên kia và ông có bảo là lên trên ấy, thì mua đất ấy, chỉ có mua được chỗ nhà để ở thôi, còn như kiểu làm chuồng trại mọi cái nữa, hầu như là bà con ở trên vùng cao này thì đều sống bằng đều sinh sống bằng cái nghề mà làm ruộng làm nương cả. Em mạnh thì một tí nữa chắc là từ kia sang đấy mà ông nhờ. Thế một tí là ông lại phải đi đón à? Vâng, đó là không đó là không dám về à? À, có bạn gái á? Có à? Là có bạn bảo là có bạn gái ở bên kia là sang bên kia chơi. Đấy, tuy nhiên thì mỗi lần mà mạnh đi học về đấy thì là cũng ở xung quanh ở nhà cả. À, thế là bố mẹ cháu gái kia là cũng đi làm công ty à? Là không ai ở nhà. À, là cũng ông cùng bà ở. Ông đang có con chẹp trên nộ. Đấy, đi đường xa thì mỗi người một tấm thôi chị ạ. Vâng, mẹ của Quyết thì cũng rất là nhiệt tình các bác ạ. Thế hầu như là bà con ở trên vùng cao thì nếu mà nhà nào có công việc ấy các bác thì cũng rất là nhiệt tình với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cả. Kể cả như bây giờ nhà ông, như nhà người khác có việc thì ông cũng đều sẵn sàng đi giúp đỡ. Hôm nay thì chắc là vận chuyển được thôi, ngày mai là mới lập được đấy ông nhỉ? Ngày mai là chắc độ có tầm độ 3 người thì mới lập được mà ông. Hai người đóng pro, một người đưa tôn. Vâng. Nếu mà mai cháu xuống kịp thì sáng sớm cháu đi cháu xuống sớm là hộ ông. Mai đi làm mao, thế là mai là không làm được đâu đúng không? Vâng. Thế thì ngày kia mới lập được không?
Thế thì sáng ngày lúc nào mà lập ấy thì ông điện cho cháu nhé. Cẩn thận ông nhé. Đường đi xuống nhà ông thì chỉ có là đi bộ được xuống đâu cô bác. Phan ăn ản được à? Để cho đây chắc không được đâu con ạ, tí để em hết này. Nào ông. Vừa rồi thì có đông người cô bác, có các cô các chú ra hộ ông nữa, cho nên là vận chuyển có người có các cô là lên trên để mà vác tiếp, còn cháu với lại thêm là một số anh nữa thì sẽ ở đây để mà một tí nữa là lập luôn ở trên này. Có vẻ như là vừa rồi xuống thì không mua đinh cô bác, đinh của ông thì có rất là ít. Mạnh thì bây giờ mới đi học về này cô bác này, thấy bảo đi sang đường kia. Ra đây chú bảo Mạnh, ra đây. Ra đây. Có vẻ như là đôi dép của Mạnh thì rất là to này cô bác này. Dép này có đi vừa không? Không đi vừa á, to quá à? Hôm nay nhà mình đông người đấy nhỉ? Mạnh có biết là làm gì không? Không biết đâu à? Sao Mạnh nghỉ học lại đi ra đường bên kia đấy? Hả? Từ sau nghỉ học là phải về nhà nhá. Cùng bạn Quyết là về nhá. Nhớ chưa? Rồi. Ôi ôi. Đói chưa? Đi học về thì đói chưa? Chưa. Đói về thì nhưng mà đói sao bụng to đấy? Đói bụng to đấy. Đây một tí nữa ăn sâu nhá. Cái này là cái gì đây? Xem nào. Cái gì đây? Con gì đây? Con voi. Trả lời đồng hoàng nào. Con gì đây? Con voi. Con voi à? Thế con kia là con gì nữa này? Con thỏ. Con thỏ á? À? Lấy đâu về? À cái này thì là hình như là gắn vào dép này của bác này. Đấy. Đây. Giả cho Mạnh này. Anh nó ngoài nó. Không biết là không phải mét tư không. Bây giờ thì anh đang đo đạc thêm một chút để một tí nữa
là đông người sẽ hộ anh, sẽ hộ ông Lập luôn đấy các bác. Có thể là trong cái thời gian tới thì vào cái mùa mưa bão quá thì ngôi nhà này có vẻ như là những cành cột của nó thì làm từ khá lâu rồi. Đấy, ông cũng đang muốn là gọi là làm lại một chỗ mới đấy các bác. Sợ rằng là ngôi nhà này nếu mà mưa gió mà to là bị lật luôn. Hôm nọ thì có nghe ông kể bà lại ở phần phía bên kia thì đã bị bay hết ra rồi. Cái này thì một tí nữa cứ đập xong là tấm nóc nó chắc là để ngày mai xuống lấy sâu đây anh nhở. Tấm nóc của nó ấy. Vừa rồi thì lúc mà cháu Lực cùng với lại anh trở ra đấy các bác, cùng em Quân trở ra nữa. Chưa tính đến cái việc mà lập luôn đấy, không nghĩ rằng là sẽ có nhiều người ra hộ ông. Để ngày mai xuống thì sẽ mua tấm nóc nó sâu. Lần sau Mạnh đi học về thì cùng anh cùng bạn Quyết là về nhá. Nhớ chưa? Rồi, không có được đi sang bên kia nhá. Không người ta bắt cóc đi Trung Quốc ấy. Đấy, cái bếp của ông là có bác này. Phải nói là ở trên này thì bếp của ông thì ông dùng đi xin Pro về để mà làm ấy các bác. Nếu mà trời mưa to là không có nấu cơm được ở chỗ này đâu. Bây giờ thì ông đang nấu cơm rồi. Có thể là để một tí nữa khi mà lập xong thì các cô các chú là sẽ cùng ông để ăn cơm luôn. Sợ rằng là cũng sợ rằng là đi vào nhà ngồi đông người quá là sập ấy. Đấy, ông thì ở nhà cũng rất là chăm chỉ của bác này, nuôi thêm là một đàn gà, có cháu Lực nhìn thấy là có một hình như là hai con mái sau một con trống, cũng thấy có gà con khá là nhiều gà con đấy. Nhưng mà tuy nhiên là gà con để vào cái mùa này của bác này rất là nhiều con diều hâu nó về về rình mò cũng như là về ăn đấy. Không lọ thì ông chỗ này cháu Lực cũng đang cùng ông để mà buộc lại một chút rồi cô bác. Bảo là nó bị bạt này nó bị lật hết sang bên kia. Và những cái tấm tôn này nữa. Tí nữa là cứ lập đi xong là tấm nóc nó mua sau ông ạ. Vâng. Nhá. Vâng. Vừa rồi thì xuống thì chưa tính đến là cái lập ấy, thành ra là chưa mua được cái tấm nóc của nó. Làm mà đây ở đây là làm mà cái cột thì cũng là cột rất là to rồi và có vẻ như là nhìn trông cũng rất là chắc chắn cái thời điểm ban đầu vừa mới làm của bác. Dè hoa, ông tự làm đấy. Chắc còn dè đi, thái thế này xuống bên đây chỉ thiếu. Một bên thừa bên thiếu anh. Bên này thì thừa nhiều, thừa một đoạn thế này. Còn à nhưng mà cái này đúng không? Cái này liệu mình có nhổ được ra không anh nhỉ? Nhổ ra được nhưng mà cái cây của nó này này, cái kèo này của nó ngắn rồi không gì được xuống. Cột này nó thấp đi. Giờ từ đây thì thấp. Nên bây giờ của nó phải đến đây cơ. Cái này giống như từ đây. Bên này, bên này ra đây này, đấy, xếp lên nhau này nó không khí thôi. Không phải tí cứ để úp lên nhau cũng được anh, để cái này thì chắc là mình cũng chỉ làm một thời gian thôi. Chứ okay. chứ không. Chú vai ổng á, ưa ảo nứ nông sự tiếng lên lúc vai nó gì được cơ. Chứ không mình có thể là làm ở đây đến suốt đời được. Sau này có thể là mình sửa lại cũng được. Cái này thì bây giờ cũng chỉ làm tạm cho hai ông cháu đâu cô bác. Còn về sau này nữa thì chắc chắn là sẽ làm một cái ngôi nhà mơ ước của hai ông cháu là ở chắc là ở chỗ đây luôn cô bác ạ. Có vẻ như là Mạnh là rất là thích trèo chỗ này đấy cô bác ạ. Nào không trèo nữa. Yêu tóc khả khổ. Đi rơi đấy. Đây mua đâu. À
Cái này có phải mạnh đề không? Phải à? Nhớ là sau đi học là về đường này luôn nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Con dâu đi nhanh một tí thì lấy con tí người ta lấy con xong bắn bây giờ. Ô, lấy chèm bà mà. Thôi bình thường. Đây hôm nay là lúc đầu định tính là chỉ có vận chuyển xuống đâu các bác. Lập thì là sẽ để hôm khác lập đấy. Nhưng mà cũng khi mà xuống cũng có rất là nhiều anh với lại các chị gia hộ gia hộ. Có vẻ như nhìn từ xa thì còn thấy mẹ của Quyết là cầm theo thịt nữa các bác ạ. Cũng biết rằng là mẹ của Quyết là nhà Quyết đấy các bác. Nhà của cô ấy thì là nhà hàng xóm gần nhất của nhà ông. Cho nên là có những chị cầm thịt luôn xuống cả cho ông à? Chị lấy về cho ông mà. Nhà ông không có ấy. Cả thêm là hầu như là có cả rau cả thịt nữa. Này thịt lợn treo từ Tết hả chị? Vâng. Chị với lại chú thì cũng rất là quý ông cô bác ạ. Hầu như là nếu mà ông không ở nhà đấy, có muối Quyết có muối là em Mạnh ở nhà đấy thì là em Mạnh đều lên trên là ăn cơm hết. Ơi, nó mới đẹp và càng tiêm ấy nổ. Tiêm polo, tiếng lách tọc. Để cho tọc lúc này nó bỏ vắn à mấy rồi này có pia một lọ cái tốt này này và máy tiêm à bị lấy này đi sao cũng cứ đồ vai nữa có đèn đâu nó tổng sự cái tổng máy chích tôi thế chó bạn này mua bạn này liền này lấy phim cứ tập mua ra ông nhỏ bị tớ nào chúng đường không à sao mà tọc ta lấy màu chụp sao mà tớ chăng hôm nay thì còn toàn có các anh thanh niên gia hộ thì có vẻ như là làm cái gì nó cũng rất là nhanh nhẹn các bác. Còn ở phía bên kia thì các chị đang giúp ông để nấu cơm. Măng này để xào với gì ấy chị? Măng này thì đến mùa này thì có vẻ là đắng rồi chị nhỉ? Cho thời gian vừa rồi thì gì thì tạm thời ăn thôi. Ồ thì vừa rồi xuống thì mua thức ăn xuống thì quá hợp lý hơn cô bác cũng rất là sơ suất về cái điều này. Ôi, hình như là còn thiếu sao anh nhỉ? Ở trên kia còn à chị? Ở trên kia còn 3 tấm. Bây giờ cứ lập hết đi, nếu mà không đủ thì là để ngày mai em chở thêm một chuyến nữa xuống. Ông thì bây giờ cũng đang bận rộn là nấu cơm với các bác, cũng rất là may là có các thứ nhất là có mẹ của Quyết ra hộ nữa.
Làm nào mà cho chắc chắc một chút, đêm ông đang ngủ đi. Cô đô nó vớ đi. Hả? Linh 7 á? Linh 7 thì chắc nhà ông không có đâu. Đóng đinh vào thì nếu mà sau này để làm cái gì thì nó cũng lại thành có rất là nhiều lỗ đấy. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cái nguồn nước này thì đến cái thời điểm hiện tại thì sạch rồi cô bác ạ, trong veo rồi. Ở trên thì không ai làm ruộng ấy. Hôm nay cũng có khá là nhiều người ra hộ mình không nhỉ? Hôm nay thì lúc đầu định tính là chỉ có cùng ông là vận chuyển thôi đó cô bác. Không biết được rằng là có nhiều người thương, nhiều người quý ông. Đấy, mẹ của Quyết thì cầm cả thịt lợn ra cho nữa. Mẹ Quyết ạ, gọi điện cho các cháu nó giúp. À, thế là mẹ Quyết gọi điện thôi à? Ồ. Các cháu nó ở bên kia. Ở tận bên kia à? Đấy, hôm nay nếu mà cháu biết là có các cô, các chú ra hộ đông như thế này ấy, thì là mua thức ăn từ trên kia xuống đây luôn. Hái ở đây luôn hả ông? Vâng, ở trong nhà thì cũng có vẻ như là chật quá cho nên là sẽ thái ở đây luôn cô bác. Dao có nhỏ không quá không ông? Hôm nay nhiều người ra hộ đấy thì có thấy vui không? Thì để một tí xào với lại măng hay là để xào không thôi anh? À ông? Xào không rồi à? Xào măng thì nó đắng rồi. Vâng. Đắng thì cũng ăn được ít thôi nhờ. Xào thì miếng to quá không ông? Bà con ở trên vùng cao thì để mà thái thịt mỡ này cô bác này. Thì thái miếng to, thái miếng nhỏ quá thì tí xào thì thành ra là gắp rất là khó.
Ôi thịt này thì có vẻ như là thịt là lợn Tết đấy ông nhỉ? Trong veo luôn của ba. Thịt một con hơn tạ. Ồ. Em phải nói là mẹ của Quyết ấy, cô bác anh chị hàng xóm ấy có một cái tấm lòng mà cũng rất là những kiểu là quý ông. Đôi lúc mà Mạnh đi học về ấy, là không nhà là không còn cơm ấy, là Mạnh lên trên đấy là đều lên trên nhà của Quyết là mà ăn cơm. Vâng. Có vẻ như là cái cột này là sắp bị đổ rồi các bác ạ. À. Đêm mà ngủ ở trong thì nếu mà có gió vào ấy, có gió to vào thì rất là sợ. Đang thiếu pro à anh? Đang thiếu pro à anh? À vừa rồi trên kia còn mấy tấm đây nhỉ? Ba tấm nữa. À dưới tường. Cứ tưởng rằng là thiếu pro là mai lại trở xuống là chỉ có hai ông cháu là khác làm thôi đấy cô bác. Đây, ở trong này thì bây giờ đã lợp xong rồi cô bác. Có thể là mưa quá thì sẽ bảo là hai ông cháu là ra đây ngủ là cũng được đấy anh nhỉ. Trên này thì tấm bò đấy anh. Cái tấm bò này thì theo anh thì lấy tầm bao nhiêu tấm? Cái này... 4 tấm. 4 tấm à? 4 tấm đúng không? 4 tấm thì thế mà để mà chắc cú hơn thì lấy đầu tầm 5 tấm. Cho nó ấy tí. Chứ không là lấy 4 tấm về quá lại thiếu lại chạy đi lấy lại mất công một chút. Tấm bò trên kia thì nó cũng chẳng có bao nhiêu cả các bác ạ. Mạnh thì lần sau là đi học về là viết đường về nhà nhá. Không sang bên kia nhá. Có vẻ như là dép của Mạnh là hơi to tí rồi. Dép Mạnh đi đâu hết rồi hả? Hả? Dép đi đâu hết rồi? Dép nhỏ đi đâu hết rồi? Còn nữa không? Không. Không còn là hỏng hết rồi à? Không. À, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi cô bác ạ. Và về cái phần tôn này thì là cho lúc trích tiền quý của hai anh chị Nguyệt Thí ra. Thì để hôm... để ngày mai mua hết bao nhiêu cháu được xé thông báo lên trên kênh và nói với lại hai chị là Nguyệt Thí sâu các bác. Có vẻ như là đằng sau cháu được trên kia có một cái đám cháy rất là lớn đấy các bác này. Giờ không biết là cô bác có nhìn thấy không. Ui cháy to đấy nhỉ. Kia có phải cháy hay là người ta đốt nương anh? Đốt nương rồi đúng không? Tưởng là cháy rừng đấy. Đây có lẽ là cái thước phim hôm nay cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực và yêu quý hai ông cháu. Cháu Lực cũng mong làm sao là trong thời gian tới thì sẽ được phần trợ duyên của các bác nhiều hơn gửi tặng cho hai ông cháu của bác. Thế Mạnh ơi, Mạnh ra đây. Mạnh cho chú hỏi thì Mạnh có muốn có nhà mới để ở không? Thế nhà này ở nhà này có được không? Được á. Trẻ con thì mới, chỉ cần mới thôi là thích hết cô bác ạ. Có lẽ là bây giờ thì mấy anh em cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt ở đây cô bác ạ. Nào Mạnh đứng dậy nào, khoanh tay chào các bà, chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt các bà. Rồi bye bye. Rồi nào Quyết nói lời chào tạm biệt tới tất cả các ông bà Quyết nhỉ. Ở đây. Đấy, quay ra kia. Nhìn ra kia. Đấy, con chào tạm biệt các ông bà. Con chào tạm biệt các ông bà. Rồi, đấy, nào, đấy, Quân. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Đấy, cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.